Thứ 10 đầu trời đầu ngủ trên thành trời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch đại đức chủ trì chùa Diệu Pháp. Lời đầu tiên cho phép con kính chúc thầy Phật sự được viên thành, tướng hảo thượng quang minh, trí tuệ mãi sáng ngời, để dìu dắt chúng con trên bước đường học Phật. Và cầu chúc cho quý Phật tử đạo tràng ở niệm Phật đường Diệu Pháp được khóa tu một ngày an lạc, vô lượng an lạc, kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Cho thầy hỏi, còn ai nhớ thầy không? Có quen không? Xong mùa dịch rồi quý vị có rụng bớt không? Thầy thấy những người mà lạ thì có, nhưng mà có những người thầy thấy hồi lúc trước thầy lên đây giờ mất tiêu rồi. Giảng sanh rồi hả? Hay là yếu quá thì bắt đầu tu ở nhà. Ở nhà lăn sáu chuỗi niệm Phật. Hôm nay thầy đến đây với đề tài á, xin gửi với quý vị đề tài về chia sẻ Phật Pháp. Về đề tài là Phật tử cần làm gì mỗi ngày. A Di Đà Phật. Trong cuộc sống của mỗi con người á, chúng ta đi tu học á, thường chúng ta quen câu nói là Phật tử thường làm gì mỗi ngày, hay là Phật tử hay làm gì mỗi ngày trong cuộc sống. Chúng ta thường nghĩ là vô chùa tu, lễ Phật, lạy Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, đó là chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta quên mất đi cái trách nhiệm của mỗi con người chúng ta là Phật tử, chúng ta phải làm gì mỗi ngày trong nhà. Tu nhà như thế nào? Tu chùa ra sao? Để tu chợ nó như thế nào? Để chúng ta biết ứng dụng trong cuộc sống. Phật tử đi chùa thường cứ nghĩ tới chùa, nhưng mà nhiều khi tu riết cái quên chùa, nhớ chùa cái quên nhà. Đây là một phần thiếu sót. Nhất tu thị, nhì tu gia, thứ ba mới tu chùa. Quan niệm của nhân gian là nhất tu thị, nhì tu gia, thứ ba mới tu chùa. Đó chỉ là đúng một nửa thôi. Chúng ta phải kết hợp lại ba thứ, là tu chùa là chính, sau đó về tu gia là gia đình, và thứ ba là mới tu chợ. Tại vì sao? Nếu chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy 10.000 ở ngoài chợ, chúng ta không có để ý đâu. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ cần rớt 10 triệu, chúng ta nảy ra lòng tham liền, đúng không? Tại vì tu chợ nó là như vậy đó. Nhưng mà thường thường cái chợ là một nơi rất là hỗn tạp và phức tạp. Nếu chúng ta không khéo tu chợ, chúng ta sanh nghiệp rất là nhiều, tại trong đó thị phi nhiều lắm. Nên quan niệm chúng ta phải biết rằng tu chợ như thế nào, và tu chùa ra sao, tu nhà như thế nào, và Phật tử tại gia thường làm gì mỗi ngày trong cuộc sống, đó mới là chính yếu để tu. Đừng nghĩ cái chùa nhiều quá mà quên đi cái nhà của con người trong mình.
Đừng nghĩ tới nhà nhiều quá mà quên đi cái sự tỉnh thức trong nội tâm. Và đừng nghĩ tới cái nhà nhiều quá mà chúng ta quên đi lễ Phật, tụng kinh và bái sám. Chúng ta phải kết hợp song đôi với nhau để ứng dụng trong gia đình của mình được an lạc. Có nhiều người tại sao tu rồi á thì nó lại khác, chưa tu nó lại khác. Nhưng mà tu rồi á thì tự nhiên cái người mình nó sanh phiền não lên rất là nhiều, và tự nhiên chán chùa không tu được. Đó là vì ta tu sai. Chúng ta phải nghĩ tới Phật, rồi từ cái Phật này, tâm này, chúng ta nghĩ tới cái gia đình của mỗi con người chúng ta, thì chúng ta mới tu tiến triển được. Có nhiều người tu rất là tiến triển, nhưng có những người tu á thì lại sanh không tiến triển và sanh những phiền não. Đôi khi vợ chồng trở nên xào xáo rất là nhiều. Thầy nói thứ nhất là thường Phật tử tại gia là mỗi ngày tu gì? Vô chùa tụng kinh, đó là tu tập. Chúng ta vô chùa tụng kinh tu tập là sao? Sáng thức dậy đi vô chùa, tới giờ hành trì là tụng kinh bái sám bổn môn pháp qua, rồi sau đó ăn cơm trưa xong là qua đường, qua đường xong về cái xong là tối là tụng kinh tiếp, hoặc trưa chiều tụng kinh tiếp, đó là tu chùa. Nhưng mà chúng ta không khéo tu chùa thì chúng ta sẽ sanh những cái phiền não ở trong chùa. Tại sao? Chùa là một nơi rất là nhiều người, mà thầy trụ trì ở nơi đây á, là một nơi ứng phó với mỗi người. Với quý vị, chín người là 10 ý, thì thầy trụ trì phải biết lèo lái và khéo mới thành tựu được. Chúng ta đi vô chùa mà chúng ta thường để những cái phiền não ở ngoài á, mà đem vô trong chùa, thì chúng ta sẽ kiểu như là rất là mệt. Nên khi vô chùa rồi á, là chúng ta phải ghi như sao? Là phải bỏ đi những cái phiền não bên ngoài đi, để giữ cho tâm hồn mình có một trạng thái an lạc và trạng thái tĩnh lặng. Tại vô chùa mà chúng ta gặp thị phi, hơn thua, tranh giành, ông này bà kia, thương ông này nhiều hơn thương bà kia, thương bà kia nhiều hơn thương ông này, tự nhiên ta sanh phiền não rất lớn, rất là nhiều. Tại vì con người của chúng ta là để ý về mặt ánh mắt. Thí dụ bây giờ thấy vị thầy ngồi nói chuyện với một người nào đó là chúng ta để ý. Nhưng mà tụng kinh bái sám thì chúng ta hơi lơ là. Đó là tu chùa. Thường mỗi ngày của con người chúng ta là đến chùa. Nhưng mà chúng ta đến chùa, chúng ta đừng làm cho mình ác nghiệp nhiều lần. Nếu không khéo, vô chùa sẽ sanh những cái phiền não. Nên tại sao có nhiều người đi tu á, xong về tự nhiên không vô chùa nữa. Thầy hỏi, tại sao không vô chùa tu nữa? Bây giờ tu trong chùa mệt quá thầy ơi. Bây giờ vô ở nhà con gõ mõ tụng kinh ở nhà thôi cũng thấy an lạc nữa. Đó là quan niệm sai. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì đạo lực tu của con người chúng ta nó không cao. Và cái sự kiểu như giải đi cái nghiệp của cái người mà kiểu như kiếp trước của mình á, thì nó sẽ thiếu. Giải được cái nghiệp sẽ chậm đi. Tại sao? Trong chùa là mỗi ngày là cộng đồng sinh hoạt rất là nhiều. Ví dụ cái người nào đó mà làm mình kiểu như nghịch ý với mình á, là mình phải biết rằng kiếp trước là mình đã làm nghịch ý với họ rồi, thì tự nhiên cái nhân quả đời này á, họ sẽ kiểu như làm nghịch ý lại với mình. Thì mình phải quan hỷ, mình phải quan hỷ rằng là mình phải chấp nhận để mình trả cái nghiệp đó. Thì khi mà mình trả được cái nghiệp đó rồi á, thì cái đạo lực mình tu có, thì cái sự tiến triển mình có, mình thấy cảm thấy an lạc. Chúng ta khoan nói về vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, cái chuyện đó nó xa lắm. Nhưng mà trước tiên á, là ta thấy rằng mình tu học được cảm thấy an lạc. Thầy hồi xưa thầy mới đi tu á, là thầy cũng có quan niệm phiền não lắm. Tại vì thầy không bao giờ bằng lòng về chính bản thân thầy. Thường thường thầy làm cái gì đó là phải thầy suy nghĩ rằng phải đạt tới 100%.
Nhưng mà làm gì có chuyện đạt tới 100%. Nên bữa nào mà không đạt tới cái việc mà 100% sự công việc đó, Phật sự đó, thầy tạm cảm thấy phiền não. Từ đó thầy thấy mỗi lần phiền não thầy rất là mệt mỏi. Nên trên cuộc đời mọi mặt tướng của nó chỉ là một cái tương đối mà thôi. Nên ta đi vô chùa tu á, là sao? Là phải biết rằng á, là ta hôm nay đang chánh niệm. Là đến chùa là tu học là chánh niệm, là học kinh, lễ Phật, bái sám để diệt tội cho mỗi con người chúng ta. Thì ta cảm thấy rằng mình tu mỗi ngày nó có một cái thiên chí, có thăng tiến. Thầy có đọc một cái câu chuyện. Câu chuyện này á, là nói về cái chuyện phá phách của một cái người là kiểu như là không chịu tu học. Nhưng mà thấy một cái người nào đó đi vô chùa thì anh này là phá đó, mà chửi nữa. Thì ở Trung Quốc á, có một anh thanh niên. Anh thanh niên này á, là đi vô không có chịu tu, mà thấy mà kiểu như một người nào đó làm thiện á, là anh chế giễu. Và thấy một người nào đó mà kiểu như đi vô chùa mà kiểu như tu học á, anh cho rằng là giả tạo. Nhưng mà anh là có gì được cha mẹ cưng chiều nên anh sanh ra hư hỏng, hư hỏng rất là nhiều. Và mỗi lần thấy ai có đạo đức tụng kinh niệm Phật bái sám thì anh cho rằng là đồ xạo, lừa dối thiên hạ. Mãi một thời gian sau á, thì mẹ anh chết, cha anh chết. Khi mẹ anh chết, cha anh mẹ chết xong á, thì tự nhiên á, anh cảm thấy là mình khó chịu. Và tự nhiên cơ suy nghĩ, những suy nghĩ của anh và những hành động của anh á, là tối xuất phát, giống như là một con chó vậy. Tức là hành động của anh giống một con chó, và da của anh á, nó chuyển thành màu vàng, nó giống con chó vậy. Và mỗi lần á, thường thường anh hay sủa vào ban đêm, thì hàng xóm á, mọi người á, là kiểu như thấy rất là khó ở. Và tự nhiên từ đó anh tự nhiên xa lánh mọi người, và kiểu như anh chở đi lên trên rừng, trên xú, lên trên đồng vắng á, anh ở một mình, tại anh không còn ở với mọi người nữa, vì anh biến thành một con vật rồi. Tuy là tướng vẫn còn là người, nhưng cử chỉ ăn nói, tiếng nói đều là một con vật, là con chó. Vậy thì ta thấy rằng á, cái quả báo của người chửi người hiền á, là đi tu á, ta thấy rất là nặng. Rất là nặng. Nên người ta nói rằng á, ngày xưa mà trả báo á, thì chày, tức là lâu lắm. Nhưng mà ngày nay trả báo á, thì một giây nhãn tiền. Tức là ngày xưa trả báo lâu lắm, nhưng mà hôm nay trả báo, trả những cái quả báo đó thì lẹ lắm. Quý vị để ý đi. Thường thường quý vị thấy tại sao có những người ăn ở độc ác mà họ lại cái như là rất là giàu. Có nhiều người như vậy. Tại sao? Cái phước của họ còn, ở đời trước còn, nên giờ cái phước họ còn dư, họ tạo hưởng lại, họ kiểu như sử dụng đó. Nhưng mà khi họ sử dụng mà họ không có tạo phước nữa, thì cái phước của họ đời này hết, họ sẽ trả quả báo rất là lẹ, rất là nhanh. Nên có nhiều người tại sao tự nhiên cái đùng cái tự nhiên mất hết, và cái đùng tự nhiên xong ấy, nhà tán gia bại sản. Tại vì đó, chúng ta hay cản trở những cái việc tu hành. Chúng mỗi ngày của ta thấy người ta đi tu, chúng ta hay cản trở. Đừng nói ở đâu xa, thầy nói là vấn đề là kiểu như hồi nhỏ của thầy nè. Khi hồi nhỏ của thầy á, là ở trên quê đó, thì lúc đó thầy chỉ là 15 tuổi thôi, 15 tuổi. Thì lúc đó đó là nhà của thầy á, có anh hàng xóm. Mà 15 tuổi á, là thầy là kiểu như là sao, đã đi chùa rồi, là đã quy y Tam Bảo rồi. Nhưng mà ở nhà hàng xóm á, có cái ông đó là ổng không tu theo đạo nào hết. Tôn giáo của Thiên Chúa thì ổng cũng không theo. Phật giáo cũng theo, chỉ thờ ông bà cha mẹ thôi. Tức là của thờ ông bà cha mẹ tín ngưỡng thôi, coi tổ tiên của mình thôi chứ không theo đạo nào. Nhưng
ông này á là sao? Mỗi lần mà thấy sư cô đi đám ma đó, với thầy đi đám tang á, là kiểu như nhà người ta chết á, là sư cô đi theo và thầy đi theo. Đó, hồi đó thầy cũng là tụng kinh cũng giỏi. Tại vì thầy á, lúc đó là các việc học của thầy là kém, ở ngoài đời là kém, nhưng mà thầy bài chú Đại Bi á, thầy đọc 3 lần, thầy 4 lần thầy thuộc liền. Thầy có duyên với đạo Phật. Thì lúc đó đó, mỗi lần thầy đi đám ma đó, là các anh hàng xóm nó chửi. Chửi á, là kiểu như là chửi mấy thầy tu và chửi sư cô là làm gì làm chi, chửi cũng rất là nặng, giả tạo, ở nhà không chịu lo, đi vô chùa tu làm gì, chửi rất là nhiều. Thì khi đó đó, mãi thời gian sau này á, thì anh này, ông hàng xóm đó, ổng bị bệnh, một chứng bệnh rất là lạ kỳ mà không ai biết được, bác sĩ á, khám không ra bệnh mà về nhà là bệnh. Thì khi bệnh này anh kiếm không ra thì từ từ á, ông là kiểu như chết, gần chết. Thì khi mà cái như bác sĩ chạy rồi về mà cái như nằm liệt giường đó đó, thì ông phải nằm 4 năm và ông không chết được. Thì mọi người hỏi sao là kiểu như tìm cách nào để ông này, một là sống, chết là phải chết, mà không là sống là phải sống, chứ không thể nào kiểu như là dây dưa nằm 4 năm được. Thì mọi người mới nói rằng bây giờ hồi xưa anh tạo như thế nào, anh tạo làm việc gì. Thì lúc đó thì mọi gia đình á thì kể lại là anh hồi xưa anh hay chửi mấy thầy cô lắm, mấy tu sĩ lắm. Thấy ai đi chùa là đi lễ gì là anh chửi. Thì mọi người mới nói rằng á là bây giờ anh phải thiết về nhà, phải là cái như nói với gia đình á là phải thiết lập bàn thờ và tụng kinh bái sám lễ Phật sám hối và hướng dẫn cho anh niệm Phật. Thì lúc đó lên chùa gặp quý thầy lại, thì gặp quý sư cô với quý thầy lại nhờ thiết lập bàn thờ để tụng kinh bái sám cho anh, để sám hối nghiệp cho anh. Thì sám hối nghiệp có khoảng một tháng sau á là sao? Anh chết. Một tháng sau anh chết. Nhưng mà đó về thầy nói về vấn đề là cái đó là nghiệp của đời này của ảnh tạo thôi nha, chứ thầy chưa nói về phân tích về cái nhân quả về đời sau anh chịu. Tại vì sao nó chồng thêm nữa cái nhân quả nữa thì nó sẽ như đời sau anh rất là nặng về mặt kiểu như quả báo. Ta thấy người ta đi tu á mà chúng ta cản á, là quả báo rất là nhiều. Nên chúng ta phải khuyến khích cái người nào đó đi vô tu học. Thường thường á, quý thầy á hay giảng pháp á, là quý thầy đó không giảng nhiều, giảng sâu. Nhưng mà chủ yếu quý thầy sao? Có nhiều thầy chỉ khuyên người ta đến chùa trong một ngày thôi. Chưa biết như thế nào sự chứng ngộ giải thoát hay sự hiểu Phật Pháp, sự an lạc chưa thế nào, nhưng mà ít nhất là phải khuyên quý thầy Phật tử đó đến chùa lễ Phật bái sám. Nên bởi vậy thường thường đạo tràng mới mở ra để cho chúng ta tu học và kiểu như đến với chùa lễ Phật đó. Xin cho con gì? Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện. Xin cho kẻ bất thiện, tức là mình phải đi chùa lễ Phật sám hối, hoặc là mình xin cho những cái người bất thiện mà những người đó tạo cho mình cản trở trên đường tu của mình á, biết tu biết tin có luân hồi, tức là có tái sinh và luân hồi làm người lại, biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay. Ngày xưa cái gì, sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên họ ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ mà. Biết tin có luân hồi, biết có nghiệp báo trả vay để quay đầu hồi đầu hướng thiện lại. Đó là gì? Chúng ta vô chùa tu tập mỗi ngày. Phật tử của chúng ta phải để ý về vấn đề tu tập và báo sám, bái sám mỗi ngày. Thầy nói ý thứ hai, thầy nói là cái vấn đề gia đình. Mỗi ngày chúng ta vô chùa về, chúng ta có để ý gia đình của chúng ta không? Chúng ta phải để ý lại gia đình của mỗi con người chúng ta mỗi ngày là. Tại sao mình đi tu về là mình
tự nhiên khác hẳn. Ông chồng mình gặp mình né liền. Đó là gì? Mình không lấy cái Phật Pháp để về mình ứng dụng trong gia đình của mỗi con người. Mình về làm sao mà để cho ổng mà kiểu như là sao? Ổng bỏ được cái tật uống rượu của ổng. Ổng bỏ đi cái tật cờ bạc của ổng. Thì mình mỗi ngày á, Phật tử tại gia mỗi ngày là làm cái việc đó đó. Hôm nay ổng đi tu, mình đi tu. Ổng ở nhà, ổng quét dọn nhà cửa cho mình. Đúng không? Ổng đưa rước con cái cho mình. Ông để cho mình đi tu, ông xả một của mình cho mình đi tu. Nhưng mà khi về nhà rồi á, là mình sao? Phải lo lại cho ổng à. Thì lần sau dụ ổng lần sau để ổng mới cho mình đi tu tiếp. Chứ về mà mình nói rằng kiểu như là bây giờ tôi tu rồi nha, tôi là sạch mà kiểu như là ông là dơ là thôi, ông sáng thì chết luôn. Ông quýnh cho chết. Mà lúc đó là sao? Phải dụ ổng là mỗi ngày phải thương ổng. Hồi xưa là cái như chưa tu á, là sao? Gặp ổng ghét. Đúng không? Có không? Ở đây có ai còn gia đình, có ai còn chồng không? Ừ. Mấy cô còn trẻ đó, còn chồng còn vợ đó, hồi xưa gặp chồng vợ là ghét lắm. Biết sao tự nhiên, không biết sao tự nhiên tôi cưới ông về làm gì không biết nữa. Nhưng mà khi mỗi ngày chúng ta tu rồi á, thì sao? Chúng ta về chúng ta gặp ổng lại thương nhiều hơn đi. Còn cái chuyện ổng xấu làm sao đó, kể chuyện của ổng à. Vậy đi, khi mà mình chuyển được cái bản tâm của mình rồi á, thì mình sẽ tức khắc là mình sẽ sớm muộn gì mình chuyển được ổng. Sớm muộn gì ổng cũng phải thương mình nhiều hơn. Cho dù ổng không có đi chùa, ổng không có đi chùa đi nữa, mà mình thương ổng nhiều hơn, ổng cũng phải thương mình nhiều hơn. Tại sao? Ổng cũng sợ mắc mình chứ. Đúng không? Em nói đúng không à? Thì chúng ta sao? Mỗi ngày chúng ta đi về, chúng ta tu rồi, chúng ta biết rằng phải thương gia đình nhiều hơn. Vợ là phải thương chồng, chồng là phải thương vợ, vợ là phải thương con cái. Con cái là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Thì mỗi ngày chúng ta ứng dụng vậy thì chúng ta mới làm được việc tốt trong việc tu học được. Lúc đầu á là chồng nói vợ nghe, sau một thời gian á là vợ nói chồng nghe, rồi ở thêm thời gian nữa hai vợ chồng nói hàng xóm nghe, phải không? Lúc đó là gì? Hả? Cãi lộn nhau suốt à. Nên hai vợ chồng nói, hàng xóm nghe. Nhưng khi ta đến rồi, ta học được Phật Pháp, ta về, thôi, hôm nay ông nói là chuyện của ông. Chuyện của ông, tôi im lặng, tôi không có nói. Ông xỉn là chuyện của ông, tôi không nói nữa. Ngày mai tôi ngồi xuống, tôi phân tích cho ông nói, ông nghe. Ông nói, trời ơi, bà nói có lý quá, tôi bỏ rượu. Cái đó thầy nói được, chứ thật sự ổng có rượu vô ổng cũng không bỏ đâu. Tại ổng ghiền quá rồi, thà ổng bỏ vợ chứ ổng không bỏ rượu. Thế thì chúng ta làm sao gì? Phải biết yêu thương nhau. Về nhà là phải biết thương chồng, thương con. Về nhà mà thấy ghét chồng á, là không được. Nên có một cái câu thơ người ta nói như thế này nè. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu xa duyên và mến nhầm người. Đúng không? Người ta khổ vì thương không phải cách. Tức là sống chung một cái gia đình mà khổ là kiểu như thương người đó, nhưng mà không phải là người đó là người tình của mình trăm năm. Yêu xa duyên và mến nhầm người, đó là yêu sai lầm. Và mến nhầm người là tưởng dừng anh đó là tốt, nhưng cưới về ổng là tàn gì không. Vậy đây, người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến nhầm người. Nó là như vậy. Nên quý vị muốn
Quý vị muốn rằng mình có bí quyết hạnh phúc không? Hồi lúc mà kiểu như là có một lần có một hai vợ chồng đến gặp thầy, thì hai vợ chồng đến gặp thầy hỏi thầy: thưa thầy, con muốn rằng vợ chồng con lúc nào cũng hạnh phúc, vì con biết rằng con tu tập ở trong chùa là kiểu như là sao con cũng an lạc, nhưng mà con muốn rằng vợ chồng con vẫn hạnh phúc. Nhiều khi vợ chồng cũng xung đột khi cưới về lắm thầy. Nó nói đúng rồi, vợ chồng là vậy đó. Nhưng mà bây giờ con muốn hạnh phúc á, thì con phải làm sao thầy? Hỏi thầy nè. Thầy nói chứ, đơn giản lắm. Mua vợ chồng muốn hạnh phúc á, là chồng bao giờ cũng phải đúng mà vợ bao giờ cũng phải sai. Quý vị thấy lạ không? Thấy lạ không? Quý vị thấy tại sao mà chồng lúc nào cũng phải đúng mà vợ lúc nào cũng phải sai? Thì nó nói ảnh nói như rằng thầy, ủa sao kỳ vậy thầy? Cô vợ nghe là cô vợ khó chịu lắm. Tại sao vợ là cái như là sai hoài mà chồng đúng, anh chồng đó để cười. Ảnh cười mỉm. Tại vì ảnh đúng mà. Thế sau này nói nè, phân tích chồng lúc nào cũng đúng, sáng đi làm đúng giờ, về nhà đúng nơi, đưa tối đưa tiền cho vợ là phải đưa đúng số lượng, và trước khi đi ngủ phải dâng mùng cho con đúng lúc, đúng không? Chồng lúc nào cũng đúng, vợ bắt đầu lúc nào cũng sai là chỗ này đây. Sáng sai chồng đưa rước con cái đi học, tối chiều sai chồng nấu cơm cho vợ ăn, tối sai chồng dâng mũ cho con cái đi ngủ. Đó là gì? Vợ lúc nào cũng sai. Đó đó. Trời ơi, cái sao ảnh nói chứ? Trời ơi, sao thầy nói kỳ vậy? Thì muốn giữ hạnh phúc gia đình nó là như vậy. Quý vị thấy có lý không? Có lý cho anh chàng vô tay. Cái này á, là những người đang sống trong gia đình á, nghe những cái này thích khoái, rất thích. Tại sao? Muốn ấm êm trong gia đình. Nhưng mà những người mà đã không có gia đình rồi, hoặc là chia tay gia đình, nghe này rất hơi khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Tại sao? Thường thường nói là đàn ông giờ họ quan niệm rằng đàn ông vợ là sao? Nó chưa cưới thì sao cũng được hết, mà cưới về tự nhiên sao thế? Nó bể ra hết rồi. Nó bể ra hết. Giờ cái như là cái tật xấu nó lòi ra hết. Đó là như là sao? Thôi, trên đời này á, người tốt hiếm nhiều lắm. Người tốt mà có nữa là thành Phật hết rồi. Thôi, phải cam chịu nhau mà sống đi, để lèo lái, để đi qua trên con đường này. Đó là gì? Chúng ta biết thương của người con người chúng ta, biết thương nhau, biết thương nhau. Nên là có một ông vua, thì ổng cưới một con vợ. Khi ổng cưới một cô vợ xong á, thì ông vua mọi người này á mới bàn tán á là bây giờ đó là ổng cưới con vợ, nhưng mà cô vợ này á, của ổng là bị một mắt à, tức là bị hư một mắt, chỉ thấy được một mắt thôi. Thì các quan thần á trong triều đình á mới nói: sao vua à, sao ngài là một vị vua, nhưng mà tại sao biết bao nhiêu người rất là đẹp, cung phi mỹ nữ rất là nhiều, tại sao ngài lấy một cái người đó là người vợ mình là bị hư một mắt? Thì ông vua ông nói như thế này: ba người nào mà có hai mắt là người đó không có đẹp. Ông vua ông nói với cận thần là người nào có hai mắt là người đó không có đẹp. Thì lúc đó cái không mọi người nói: ủa sao kỳ vậy? Thì ông giải thích là người như vậy hai mờ, vì người nào mà có hai mắt á, là người đó trở nên là cái gì, xấu tính. Ý ông vua là vậy sao? Khi ổng thương rồi á, thì cho dù vợ ổng là một mắt xấu đi nữa,
thì ổng vẫn thương. Mà khi mà ổng không thương rồi, cho dù người đó có hai mắt đi nữa đẹp thì ổng vẫn không thương. Nên quý vị thường thường quý vị thấy á, trong hôn nhân gia đình á, có những người thấy bé đó tự nhiên sao kiểu như là nó có gì đâu á mà mày cưới nó. Nhưng đối với quan niệm rằng quý vị suy nghĩ rằng á, đối với mình á, là không có gì, nhưng mà đối với trong lòng một cái người bạn trai của họ thì cô con gái đó là người đẹp thì sao? Tại vì sao? Không có một cái người phụ nữ xấu, chỉ có một người phụ nữ không biết làm đẹp. Thầy Quang Lực không có đẹp, mà người ta nói rằng thầy Quang Lực đẹp trai. Nói vui vậy thôi. Cái câu này người ta nói với thầy, chứ thầy cũng không có nói chi chứ mệt. Nên chúng ta thương nhau trong một gia đình rồi á, chúng ta phải biết rằng, đối với gia đình á, chúng ta phải biết rằng, á, là phải đến và phải thương nhau. Đừng có sống cái, theo cái quan niệm rằng đồng sàng và dị mộng. Bây giờ thầy nói về vấn đề nè, giữ đạo đức. Chúng ta đi quy y Tam Bảo rồi, Phật tử là vô chùa là phải quy y Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta quy y Tam Bảo mà chúng ta không biết giữ được cái đạo lý sống của con người chúng ta thì sao? Tự nhiên chúng ta làm cho cái thế giới này nó là một nơi là địa ngục trần gian. Thì chúng ta quy y Tam Bảo đó chỉ là gì? Gieo nhân thôi. Còn chúng ta phải giữ được cái đạo lý sống trong Phật tử tại gia mỗi ngày. Trong cái giới thấy năm nguyên tắc đạo đức của mỗi con người chúng ta là chúng ta phải giữ đạo đức lấy sống, phải giữ cho mình một cái nếp sống. Bây giờ thầy nói là vấn đề làm phước, ngoài đi chùa tu học rồi giữ đạo đức, thầy nói về vấn đề là kiểu như làm phước. Ở đạo tràng Esup này thầy thấy rất là cảm động. Đối với Phật pháp ở đây, trên đây thì thầy không nói cao được, nhưng mà thầy thấy là kiểu như đối với từ thiện xã hội là Phật giáo huyện Esup, chùa Esup làm rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì thầy thấy là quý vị thường hay phát cơm, đúng không? Đúng không? Thầy thấy là quý vị thường hay phát cơm ở ngoài bệnh viện, đúng không? Tuy là nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà một hạt gạo nó cũng làm cho người ta ấm lòng và vượt lên cuộc sống. Thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải biết rằng, nếu giả dụ mà chúng ta mang theo 5.000 đó đi xuống mang theo được, chúng ta chết mang theo, thì trên thế gian này không có ai làm phước. Mà ta biết rằng là 5.000 của ta sau khi chết là chúng ta không mang theo được 5.000 đó, thì chúng ta phải biết tạo phước cho đời sau. Tại vì có những người quý vị để ý là độc ác là nhờ giàu, nhưng có những người nghèo khó lại kiểu như có đạo đức, là gì? Họ có phước. Nên khi chúng ta làm phước là sao? Là cái phước này nếu giả dụ mà mình đời sau sanh lên mình được giàu sang phú quý, nhưng mà mình nhiều kiếp sau nữa là mình tái sanh vào cảnh thiên giới. Điều này trong kinh Nikaya Đức Phật có nói. Mà mình không có thể thoát, mình không sanh vào cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh được, tại vì lý do mình có phước báo. Tại vì mình biết san sẻ, mình biết yêu thương, mình không có tham lam và ích kỷ. Vì sao? Bây giờ ai vô chùa thì cũng tranh giành, hoặc là
ai vô chùa đi ra ngoài thấy sống xã hội cũng tranh giành với nhau. Nhưng mà mình ngược lại là người tạo phước, người đó rất là chịu thiệt. Quý vị để ý đi, cái người đã tạo phước đức á, người này rất là chịu thiệt về mặt vật chất. Đôi khi á, người ta còn lợi dụng nữa đó. Nên thầy có tiếp xúc với mà những người mà Phật tử á, những người đó kể cho thầy nghe rằng á, nhiều khi con tạo phát bồ đề tâm tạo phước á, là con kiểu như lo cho bá gia bá tánh á, nhưng mà đôi khi á, vẫn gặp những cái trường hợp lường gạt. Thì lúc đó đó thầy hỏi rằng, rồi những lần gặp trường hợp lường gạt vậy đó thì bồ đề tâm bị thối không? Tức là cái sự thiện pháp của mình á, của con á, nó có sao, nó có bị mất không? Thì lúc đó người ta nói con nhiều khi con suy nghĩ con muốn bỏ, con không làm nữa. Nhưng mà nhờ quý thầy á, là kiểu như khuyên con nên làm. Vì ai cũng tranh giành và ai cũng lường gạt với nhau, rồi xã hội này kiểu như loạn hết. Nhưng mà vẫn có một người tốt để giúp lại cho thiên hạ. Con cứ làm đi. Thì khi con làm rồi á, con sẽ biết rằng là con sẽ có một cái sự an lành. Thầy nói rằng, thầy đã khuyên rằng, hãy mỗi lần con đau khổ thì con phải ngồi tư duy về việc làm của con. Và mỗi lần á, là con tạo phước lành cho mọi người, con hãy tư duy về lại là trong một ngày nay con thấy an vui hay không. Thì khi mà kiểu như là mỗi người, thì cô đó đó, cô suy nghĩ rằng trong một ngày đó cô làm phước, cô cảm thấy an vui. Nhưng mà mỗi lần có chuyện á, thì cô lại kiểu như buồn. Thì từ cái an vui và từ cái có chuyện trong mọi người, cô cảm thấy có buồn, thì cô so sánh lại, thì cô cảm thấy rằng việc làm phước rất tốt. Và chỗ cổ làm trong cái khả năng của cổ đang có được. Ở đây ta thấy là niệm Phật đường của chùa Ê Súp này là ta thấy có tạo phước. Thì hôm qua đó, thầy đi trên đường đi và thầy gặp một người Phật tử. Thì người Phật tử nói rằng con sau này con ước mơ là cái chỗ làm của con á, là sau này sẽ gieo duyên với lại Phật tử tuổi trẻ, như là tạo một cái phước báo cho họ, gieo duyên với Tam Bảo và nghe pháp. Thì thầy nói rằng cái trường hợp này á là trường hợp tốt thôi, khuyến khích làm, khuyến khích con làm để làm gì, để con có kiểu như là có phước báo đời sau và có phước báo đời này, và con sẽ kiểu như giúp được cho họ hiểu về mọi cuộc sống rất là nhiều, bình an trong cuộc đời này rất là nhiều. Thầy đọc trên câu chuyện á, là của Nhân Gian á, là câu chuyện này á, là nó kể về một người á, là tạo phước, nhưng mà có một người ăn xin cũng là phước báo. Nhưng mà cái người ăn xin này á, là sao, đi tới xin gặp một anh thanh niên, ông này rất là giàu, tiền ổng là tiền tỷ. Nhưng mà có một người ăn xin tới, bà cụ đến xin, ông nói câu rằng bà có biết rằng nhà tôi hiện giờ vợ tôi đang bị bệnh không? Thì cái người ăn xin á mới nói rằng không không, tôi không biết, tôi xin lỗi ông. Rồi ông mới nói bà có biết rằng hiện nay là đứa em của tôi á, là sao, là bị kiểu như là người vợ chết và đứa em của tôi á ở lại á là nuôi 5 đứa con không? Thì người ăn xin á mới sao hoảng sợ và nói tôi không biết, tôi xin lỗi. Rồi bà có biết rằng á là nhà tôi, mẹ tôi á đang bị bệnh nằm ở trên giường, thì bà có biết hay không? Thì người ăn xin này vội vàng cũng xin lỗi không biết. Lúc đó ông vô ở bàn cái bóp, ông nói đến những cái người đó tôi còn không cho một đồng trong gia đình tôi thì bà đi xin tôi làm cái gì? Quý vị hiểu không?
Hiểu không? Sao im vậy? Tức là ông vỗ vàng, ông vỗ cái bàn, ông nói đến những cái người trong gia đình của tôi bị hoạn nạn vậy, tôi còn không cho một đồng, huống chi bà đi xin. Ý nói là cái gì? Ý nói là gì? Là sao? Ông rất là keo đúng không? Thà mà ông giữ lấy, ông không có cho. Nên trong cuộc đời á, ta thấy rằng á, ta thấy một cái người nào đó có quan niệm rằng là họ biết làm phước thì ta nên hoan hỷ họ, đừng có cản trở họ trên vấn đề làm phước. Cuộc đời này sống thật cho nhau, kẻ cho người nhận, trao nhau ân tình. Dù đời dòng chảy ngược dòng, khổ đau vẫn sống, mỉm cười vẫn vui. Chúng ta thấy khi cuộc đời này á, mà cho còn không hết, quan niệm rằng nhận để làm gì? Mà bản tánh của con người, của mỗi con người chúng ta là thích, là thích gom vô chứ không thích cho ra. Thích gom vô cho nhiều. Nhưng mà thấy ai đến cho thì có những người á, họ không bao giờ sẽ cho. Giống như trường hợp là có câu chuyện là người ăn xin, đi xin bị chửi. Quý vị thấy để ý đi, có những người á, một đồng không cho ngoài xã hội, nhưng mà lại có những người á, họ rất nghèo cùng, nhưng mà họ lấy kiểu như là phước báo, họ rất là kiểu như là họ suy nghĩ rằng là kiểu như là họ phải làm cái gì đó để biết sao, để đời sau họ kiểu như sao họ được tái sanh lên, họ phú quý nhiều hơn. Nên trong cuộc đời ta thấy rằng phước báo á, chúng ta để ý á, mỗi ngày của chúng ta là phải biết làm phước, phải biết làm phước. Bây giờ thầy nói về vấn đề cảm xúc. Quý vị thấy á, mỗi ngày của chúng ta, ta chứng kiến sự đau khổ của một con người á, đều do cảm xúc. Mỗi con người của chúng ta đều do cảm xúc, và chúng ta chưa kiềm chế được cảm nhận của cảm xúc đó, nên con người của chúng ta thường hay kiểu như đổ vỡ trong hôn nhân gia đình. Và chúng ta thường hay có một cái sự là kiểu như là sao? Tại sao tôi làm tội lỗi nhiều? Vì do cảm xúc. Vì do cảm xúc của mỗi con người chúng ta. Ta thấy rằng á, là chúng ta phải biết rằng tâm nhẫn á, rất là quan trọng. Chúng ta nhẫn với cái gì? Chúng ta nhẫn gì? Sáu giác quan của mỗi con người chúng ta, trong cơ thể của con người chúng ta nó có gì? Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sáu trần. Thì nó tạo ra mỗi con người của chúng ta. Nếu chúng ta không biết về cảm xúc ấy thì tự nhiên không kiềm chế được cảm xúc, ta gây ra hậu quả tội lỗi. Hậu quả tội lỗi tại vì khi chúng ta mà gây qua ra được cái hậu quả tội lỗi này á, thì tự nhiên ta thấy rằng có những người đổ vỡ trong gia đình. Thầy có quen một cái cô, hai cô Phật tử. Thì hai cô Phật tử này á, là kiểu như là đến chùa, và một anh á, là Phật tử, một cô Phật tử. Trong gia đình á, hai cô với một anh Phật tử đến chùa, thì hai anh này á, tâm sự với thầy rằng là kiểu như rằng cô vợ tâm sự là: thưa thầy, là thầy hỏi rằng cuộc sống của gia đình á, có hạnh phúc hay không, có xào xáo hay không. Thì cô này á, là cổ nói rằng: thưa thầy, vợ chồng con mới xảy ra chuyện. Thì thầy hỏi rằng xảy ra chuyện gì. Thì anh này, cô này cổ nói rằng á, là: thưa thầy, rằng cách đây một tháng vợ chồng con xém ly dị với nhau. Thầy hỏi rằng tại sao vậy. Tại vì thưa thầy rằng anh này á,
là anh đang đi làm chung với một cái người công ty của một công việc. Nhưng mà khi ảnh làm á thì ảnh sao? Không, lúc đầu ảnh không thương cái người kia. Nhưng mà lâu ngày á, tự nhiên á là ảnh thương một cái người kia. Ảnh thương một cô con gái làm chung với ảnh. Nhưng khi làm chung rồi á thì ảnh đã nảy sinh lòng yêu cô đó và cô đó cũng yêu ảnh. Nhưng mà cô đó không biết rằng là người đó là chồng của con. Nhưng mà cuộc hôn nhân, cuộc tình tay ba này á, là chỉ đến với nhau trong vòng một tháng thôi. Và anh đã thức tỉnh lại, ảnh quay về, nhưng mà ảnh vẫn kể cho con nghe. Nhưng mà lúc đó con nghe, con hụt hẫng luôn. Con hụt hẫng luôn. Thì con nói, ảnh nói với ra rằng con hụt hẫng, là con kể là con hụt hẫng với ảnh là thường thường con nghĩ ảnh rất là chung thủy. Nhưng mà không ngờ ảnh đến với một người thứ ba mà con không biết. Và lúc đó cô đó kể, cái này là một ký ức, là một nỗi đau với con. Và khi mà kể cô đó lại khóc. Nên lúc đó thầy mới nói chơi, thầy mới nói là thôi, bây giờ vợ chồng đến với nhau rồi, vợ chồng là thương nhau lại rồi, thôi hàn gắn cái chuyện cũ á, là bỏ qua đi, bỏ qua hết đi, đến lại cái chuyện mới. Nhưng mà trong ký ức của con vẫn còn cái ký ức đó. Nên ở đây á, là thầy nói với mọi người á, là trước mặt cổ thầy không dám nói rằng yêu con người là chỉ yêu một nửa, người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn bình thường. Thầy không nói câu đó. Nhưng mà ở đây thầy nói với quý vị nghe là khi đến với đà tình cảm, người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn bình thường, chúng ta phải kiểu như yêu một nửa thôi. Còn đối cảnh đó thầy không nói được như vậy. Vậy thì câu chuyện đó cho chúng ta thấy được cái gì? Quan niệm rằng anh thanh niên đó không kiềm chế được cái cảm xúc của anh đó trong mỗi ngày cuộc sống, thì anh thanh niên đó gì sẽ làm đau khổ cho cô con vợ của anh, cô vợ của anh. Thì thầy có ngồi cái suy nghĩ vậy. Trong cuộc đời này á, con người của chúng ta tình yêu đến với nhau bằng ánh mắt, đơm hoa kết trái bằng nụ hôn, chia tay là những giọt nước mắt. Đúng không? Tình yêu đến với nhau bằng ánh mắt là khi gặp người đó mình thương liền. Đơm hoa kết trái bằng nụ hôn là có con, chia tay là những giọt nước mắt, cưới về sẽ thấy đau khổ. Thì cũng một cái người Phật tử nè, thầy cũng là thuộc dạng là nhiều chuyện lắm. Thầy ở trong thành phố chứ thầy để ý là thầy nhiều chuyện. Mỗi người mà Phật tử vô chùa là thầy khóc là thầy hỏi rồi. Mà cái gì thầy hỏi mà kiểu như 90% á, là gì? Khổ đau là gì? Hôn nhân gia đình. 90% giá gì? Gia sản thôi. Tiền và hôn nhân, tình cảm, nó là khổ thôi. Cái cô đó, cô vô chùa, cô ngồi, cô khóc với Đức Phật. Cô khóc hoài rồi, tại vì sao? Cái sự đè nén của cổ là lâu ngày đó rồi, lắm rồi. Vô chùa gặp Đức Phật, tâm sự. Thì cô đó đang khóc, lướt qua. Thì thầy nhìn thấy, thầy khóc. À quên, thầy không có khóc mà thầy nhìn thấy á. Thầy nhìn thấy á, tự nhiên cổ khóc á, thầy để cho cổ khóc rất là nhiều, để khóc hết đi, bắt đầu thầy hỏi tại sao. Khi khóc hết rồi, cái tâm lý của con người nó nhẹ đi rất là nhiều. Đến dần thầy, cổ khóc hết rồi, bắt đầu thầy tới thầy hỏi lý do sao khóc vậy nãy giờ. Thì cổ nói rằng thưa thầy, con á, chồng con rất là tốt, rất tốt, chồng con rất thương con, gia sản của con, chồng con rất là nhiều. Nhưng mà con đi làm chung với một công ty thì lúc đầu con không thương cái người kia,
Cô kể cho nghe, thầy nghe là con không thương với cái người là gì, làm chung với công ty, là cái anh đó. Nhưng mà con chỉ vì sao? Nói chuyện qua lại trong công việc. Trong công việc thì tất nhiên ngoại giao là làm ăn hay là như tiếp xúc là con phải nói chuyện với ảnh. Lúc đầu nói chuyện ảnh gỡ như mấy tháng, có xong đi làm chung với ảnh. Tại công ty phân con đi làm chung với ảnh. Đến chừng đi làm chung có tự nhiên tiếp xúc có khoảng nửa năm, con cảm thấy con mến ảnh. Rồi cái xong thầy nói, rồi sao nữa? Thầy hỏi chứ, rồi sao nữa? Cái xong đến dừng cái đó, thì con mến ảnh xong đến dừng. Đúng một năm xong, con yêu ảnh. Chỉ trong vòng một năm từ cảm mến, bình thường cảm mến, rồi bắt đầu yêu. Khi con yêu ảnh rồi, thì vợ, ông chồng con cũng không biết được rằng con yêu anh đó. Nhưng mà con lén phén con yêu anh đó. Cái sao rồi vậy sao? Nhưng mà con chợt tỉnh ra đó, là kiểu như con còn một đứa con. Con chồng còn một đứa con không thể nào làm đổ vỡ gia đình của con được. Thì tình yêu của con á, cảm xúc chỉ 3 tháng. Nhưng mà trong 3 tháng này, con đã làm tội lỗi rất là nhiều với chồng con trong vòng 3 tháng. Cái xong thầy nói chứ, cổ nói rằng, rồi trong 3 tháng đó làm gì? Thì lúc đó rằng á, trong tình yêu thì thầy đã biết rồi, con có một đứa nữa. Tức là có đứa con với cái người mà kiểu như con không thương. Rồi thầy hỏi rằng, giải quyết cái vấn đề đó như thế nào trong khi chồng chưa biết? Cái xong cổ nói rằng, cổ phá thai. Cái xong rồi nói, ủa tại sao lại phá thai? Thì thầy nói rằng, nếu giả dụ con gặp thầy trong trường hợp đứa con chưa phá thai, con thầy không cho phá thai. Thầy không cản không cho phá thai. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì bây giờ sao? Con hãy sám hối về nghiệp phá thai của con. Và từ giờ trở đi khắc phục lại, phải thương chồng con nhiều hơn nữa. Nó nói dạ. Từ đó cổ biết đi chùa, cổ biết tu học tí xíu, cổ thấy kiểu như tốt hơn. Và từ đó cỡ như cổ biết quy y Tam Bảo vân vân, rồi cổ biết làm thiện vân vân, làm đủ thứ hết. Nhưng mà trong lương tâm của cổ, đối với trước mặt ông xã cổ, cổ vẫn có một cái gì đó kia. Cổ vô cơ kể cho thầy nghe, thầy đi tám cho quý vị nghe. Đó là gì? Cảm xúc cho trong gia đình tùy thuận theo hoàn cảnh, không thuận theo ý mình. Tâm bình tùy thuận theo hoàn cảnh, không thuận theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh sẽ bình. Thì chúng ta phải tùy thuận theo hoàn cảnh mà chúng ta phải sống. Và giữ cho cái tâm của mình được bình, thì cảm xúc của chúng ta mỗi cái thế giới này nó sẽ là bình thôi. Còn chúng ta cứ giữ cái tâm của mình chúng ta động, thì cảm xúc của con người chúng ta sẽ động. Hôm nay chúng ta đi vô chùa, chúng ta tu, ngồi đây phải giữ tâm bình. Phải giữ trong tâm bình trong giờ đang nghe pháp hoặc là trong giờ tu học. Thì về nhà muốn tâm động đó là chuyện của tâm động. Nhưng chí ít trong vòng 24 giờ phải giữ cho một cái tâm mình trong vòng 5 phút được bình, 10 phút được bình, hoặc là 15 phút được bình an. Còn về nhà tâm động sao động, nhưng mà động sao để giữ cho được cái đạo đức trong gia đình mới là hay. Còn động quá là coi chừng cháy nhà chết. Qua bài mà kể như nói chuyện về một tiếng đồng hồ, về là gì, chủ đề về là gì, Phật tử tại gia là cần làm gì mỗi ngày, thầy khuyên quý vị á là mỗi ngày á chúng ta phải biết tu học. Mỗi ngày con người của chúng ta là phải biết thương gia đình. Mỗi ngày con người của chúng ta là phải sao? Giữ cho mình đạo lý sống. Mỗi ngày con người của chúng ta làm sao? Là phải gì? Phải biết hướng thiện và làm phước. Mỗi ngày con người chúng ta phải giữ được cái cảm xúc của mình được bình an. Thì trong một ngày tu đó,
chúng ta không bị uổng phí một ngày đó. Cầu chúc đạo tràng nơi đây được một ngày tu được lợi lạc, thành tựu mọi sở nguyện. Và xin cảm ơn quý vị Phật tử đã đến đây, cho dù thầy nói nhưng quý vị cũng không lưu tâm, nhưng quý vị còn ngồi đây để nghe thầy nói được. Đó là gì? Cảm ơn quý vị, niệm ơn quý vị. Để gì? Niệm ơn quý vị đã ngồi lắng tai nghe thầy nói. Và xin cảm ơn thầy chủ trì ở nơi đây đã tạo duyên lành cho thầy đến đây có một buổi nói chuyện Phật pháp đầy ý nghĩa với quý vị Phật tử. Cầu chúc quý vị được bình an, thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung là quan trọng là chúng ta hoan hỷ, chúng ta hoan hỷ trong tu học là đủ rồi. Còn cái chuyện á, Phật pháp mà quý vị hiểu sao đó là tùy nghiệp của quý vị thôi. Còn thầy trên đây bổn phận chỉ có nói, còn cảm nhận sao đó là tùy quý vị. Tại sao? Thí dụ đạo tràng đây 40 người, chưa chắc 40 người hoan hỷ buổi thầy thuyết pháp hết. Chỉ cần có 20 người hoan hỷ thôi là ok rồi. Ở đây á, thầy có một cái quà, gọi là cái lọc thôi, tinh thần. Cái này là do một Phật tử ở thành phố, thì thầy cũng bà tám với cổ lắm. Thầy nói ở trên đây có mấy cô Phật tử cũng dễ thương. Thầy nói có mấy cô Phật tử cũng dễ thương. Thì hôm nay á, là kiểu như là thầy xin cô có thể là kiểu như là tặng cho cổ ít lọc này được không? Nói, hoan hỷ thầy, hoan hỷ đi. Thầy cứ bao nhiêu cứ nói. Thì cổ cho thầy một ít lọc để kiểu như thầy lên đây thầy gieo duyên với quý vị. Rồi, quý vị hồi hướng. Một Phật, con cũng xin phép thầy là cho cũng con có một ít lời để cúng dường và tất bật. Dạ, một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con thường nghe rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ngày hôm nay hàng đệ tử chúng con đã đủ phước duyên được làm người và được về đây tu học với mái già lam diệu pháp thân thương, lại được sự chỉ dạy diệu dắt của bổn sư, chúng con lại được một nhân duyên phước lành càng quý báu hơn nữa khi được đại đức giảng sư về vị đường xa xa xôi với biết bao nhiều Phật sự đa đoan đã dành thời gian quý báu quang lâm về nơi đạo tràng nhỏ bé của chúng con để ban bố pháp âm vi diệu, giúp cho hàng Phật tử chúng con hiểu được lời Phật dạy để ứng dụng trong cuộc sống ngõ hầu xây dựng niềm hạnh phúc an vui tốt đời đẹp đạo. Giây phút này đây, chúng con cảm nghe con tim mình dạt dào niềm hạnh phúc vô biên, nỗi cảm xúc dâng trào khó tả vậy chăng? Được nấp bóng dưới tại đài thọ, chúng con nghe ấm lầy trong lòng, ẩn này biết trả sâu trong, nguyện tu tinh tấn hầu mong đắp đền. Chúng con xin phát nguyện cố gắng tu học chánh pháp để ứng dụng Phật pháp dạy trong vào cuộc sống thanh tịnh, hóa thân tâm, góp phần xây dựng xã hội thuần lương tươi sáng, ngõ hầu đền đáp một phần nào công đức của quý ngài đã chỉ dạy cho chúng con. Chúng con thành kính cúng dường chút tình tài nhỏ bé, kính mong đại đức hoan hỷ nộp thọ cho chúng con được tăng trưởng chút công đức lành. Trước khi dứt lời, chúng con xin hồi hướng công đức đến mười phương pháp giới chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, đốt nén tâm hương nguyện cầu hồng ân tam bảo do gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an
tuệ đang thường chiếu, mãi là tàng cây đại thọ che mắt cho chúng con giữa rừng đời đau khổ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. À, chúng ta hồi hướng. Nguyện